Xin chào các bạn, hôm nay mình làm cái nghĩa là này là sữa đậu nành này các bạn. Đó. Sữa đậu nành. Với cái này là cái dầu ô liu. Đó. Làm cái mặt nạ để mình massage mặt cho bà xã, cho trẻ 20 tuổi á, không? Đó đủ rồi, không cần nhiều. Đó, bây giờ mình á đụng lên rồi á, nó sửa đồ nành, để làm cái da mặt mình nó mịn màng, đó. Mịn màng. Cái này mình chỉ đánh lên mặt, chà chà lên mặt vậy thôi. Dầu liu với sữa đồ nành, với cái củ. Tay. Giờ mình mới apply vô trong cái gương mặt của bà xã mình. Đó, thì bây giờ đó là như vậy thôi. Đó, giờ mình cái chà lên để mình massage bằng cái tôi cho ai? That goes right. Rồi, mình đang massage hậu đây. Nó là như vậy đó, là sẽ trẻ được 20 tuổi. Này là giặt mặt hả? Giặt phải không? Hả hổ? Giặt mặt hả? Nope. Không giặt mặt. Chứ giặt cái gì? Cái gì đây? Giặt mặt chứ hả? Này là giặt mặt chứ cũng động động tác. Yes. Giặt đồ hả? Giặt đồ thì cái này cũng giặt nè. Thì giặt mặt hả không? No. Oh no. Giặt đồ no. Yes. Giặt mặt no. Giặt chén hả? Hậu trợ lý của anh Hảo ở Nha Trang đó hả? Rồi chén hả? Chứ không có giặt chén nè. No. Rồi thái. Rửa đồ. Giặt đồ hay là rửa đồ? Giặt đồ. Pha cà phê rồi. Pha cà phê rồi hả? Em pha cà phê rồi hả? Yes. Cà phê rồi. Làm như vậy khoảng chừng 15 phút rồi mình để cho khô. Rồi mình đi rửa bằng nước lạnh, rửa lại bằng nước lạnh. Làm săn da mặt các bạn, không cần phải đi tẩm bị viện bơm chất cái silicone trong. Da mặt sẽ căng ra thì sẽ bớt lão hóa, là như vậy đó. Thì trong cái củ khoai này nó có cái chất. Trong cái sữa đậu nành á, mình nấu sữa đậu nành á các bạn, mình lấy ra. Với dầu ô liu, trộn hỗn hợp lên, nó chà đó. Đánh mặt, cổ cho nó căng da ra, nó già. Không có già ha. Sẽ trẻ 20 tuổi ha.
younger to 20 years. To 20 years younger. Ah. Mm-hmm. Ready? Yeah. Well, we go. He said, I'm smart in the straight jaw. We go. Easy. That's a Japanese, they do the cheese. You ever caught him? Oh. Ever caught him before? I'm not good at all, but I'm good. Style. Every young man in the cold, or whatever. They can even get out and cut the book back. Cut the book back, mate. Yes, a little bit. Yes. Yes, it is. Yes, it is. It should do it. Thấy da mình nó như ngứa với nó giống như là nó bút nó siết lại đó. Nó đang có ảnh hưởng. Bây giờ chết. Các bạn xoay là chỉ đánh một là đánh vòng thôi, không đánh ngược lại, không đánh chỉ đánh cái vòng theo kim đồng hồ á, chứ không đánh ngược lại đó. Như vậy thì cứ đánh xuống rồi đánh lên như vậy nào, vậy đó. Rồi cắt nó mỏng như vậy nè, thì nó đưa vô mấy cái chỗ Polish, so polish or something. Oh. She forced my face? Yeah. Oh, okay. We stand by her. Good. See? You're in the store. Yeah, see?
vô. Đông 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 mù vô hết rồi. Nè sĩ nào sĩ nào sai rồi face đó lúc younger to where the younger okay đấy sĩ oh yes don't meet the silicon meet the Philip no show you later sĩ okay thank you thank you bye 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 bye. Oh my God, see me with me again. Yeah, always.